Những dấu hiệu gì giúp em nhận ra là tính nữ của em đã được thăng hạng và tính nam của mình đã được chữa lành? Khi bạn nhận ra những dấu hiệu sau đây thì bạn sẽ nhận ra là bạn đang đi đúng đường. Thì dấu hiệu đó của Ni sẽ là dấu hiệu gì? Ví dụ như là ngay cả em đi chợ, em chưa chắc xe thì cái anh bán tô ở gần đó, thế là anh chạy lại để anh nhắc cho. Hoặc là một cái người bạn thân của em hồi nhỏ thì bọn em đi taxi xong thì em vẫn dừng lại một vài giây để cho bạn bắt đầu bạn đi qua, bạn mở cửa xe cho em. Nhưng mà ngày xưa thì không có. Hoặc là cái bạn nữ đi chung với em thì bạn dừng xe là bạn lao xuống, bạn đi xuống trước, còn em thì em sẽ dừng lại em chờ. Hoặc là nói chung là ngay cả những cái mối quan hệ cũ, khi biết là em đã có mối quan hệ mới rồi mà vẫn quay lại hỗ trợ cho em. Ngay cả đối với anh Will, anh là theo kiểu Tây rồi, các mối quan hệ trước khi mà anh đi dating thì anh nói là nam nữ bình đẳng, thì anh đi hẹn hò thì cái bạn nữ đó cũng được hẹn hò mà, thì sẽ share. Thì nhưng mà đối với em là em chưa bao giờ em đòi hỏi anh là anh phải chu cấp cho em, nhưng anh chưa bao giờ đòi hỏi. Nhưng mà anh bây giờ làm bao nhiêu tiền kiếm được là trong tài khoản ví dụ vậy. Và anh làm rất là nhiều thứ. Cố tình là có một lần là khi mà anh post một tấm hình lên mạng thì có một bạn comment là nhìn ảnh giống như một người king, thì anh mới trả lời là tại vì anh có một người queen trong cuộc đời của anh ở bên cạnh anh, là em nhận ra mình đang đứng sống đúng với cái vai đó. Và anh cũng nói với em là chỉ khi mà ở bên cạnh em thì anh mới cảm thấy là anh là tính nam nhất, anh là kiểu là tính nam trọn vẹn.